Bệnh nhân TVVH, 42 tuổi, quê ở Nghệ An, có triệu chứng động kinh hơn 10 năm nay, đang điều trị hai loại thuốc chống co giật với liều tối đa. Tuy nhiên, người bệnh vẫn có 3-4 cơn co giật cục bộ, toàn thể hóa mỗi tháng. Người bệnh đã được phẫu thuật điều trị động kinh bằng liệu pháp kích thích não sâu DBS tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là bệnh nhân nam trung niên, thì bệnh nhân đã có tình trạng động kinh từ nhiều năm nay và hiện tại là đang dùng 3 loại thuốc nhưng không kiểm soát được cơn động kinh. Và người nhà và người bệnh đều rất là lo lắng mỗi khi mà người bệnh có cơn động kinh. Thì chúng ta thấy rằng cái khi mà bệnh nhân rơi vào cái cơn động kinh thì rất là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng cả tính mạng hoặc thậm chí là đột tử. Cho nên đó là cái lý do mà người bệnh mong muốn có được một cái phương pháp tốt nhất. Thì chúng tôi thấy rằng là hiện tại đối với tình trạng của bệnh nhân hôm nay thì cái kỹ thuật mà mổ kích thích não sâu của cái ứng dụng của kỹ thuật từ bên công ty Medtronic thì sẽ mang đến cho người bệnh một cái lợi ích là tương đương với người bệnh quốc tế. Đây là một giải pháp có thể tùy chỉnh và liên tục được theo dõi để đảm bảo hiệu quả lâu dài. Điều này tạo ra cam kết cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân, giúp họ vượt qua những hạn chế do động kinh kháng trị gây ra và mở ra những khả năng mới cho cuộc sống độc lập và trọn vẹn. Phẫu thuật điều trị động kinh dù còn khá mới mẻ tại Việt Nam, tuy nhiên đã có những thành công ban đầu. Mỗi người bệnh có triệu chứng co giật cần được theo dõi và chăm sóc y tế sớm, điều trị sớm các bệnh lý động kinh, giúp chữa lành bệnh và cải thiện chức năng sống của người bệnh.